Cao anh còn đi làm ở nhà làm gì phí ông Nhật nó đâu có ông ở nhà bạn thấy ngọn có vợ sau này đi nhiều việc thì chắc là tay chung và trong đi chơi đi trong nào thì vui thôi các bạn vợ chồng đi trong cái nào hỗ trợ nhau quay anh làm cây này đầu tiên hai cái là một chiếc ảnh lên cho nhé. Không, hai cái này sẽ không
đang lên mấy đang lên profile của em không? Mấy ngày lên khoai chưa? Ủa rồi ông người yêu em đúng không? Vừa đang thấy hả? Thì ông ở đấy nói vậy đó. Wow. Ngoài dự định đi chơi với nhau không? Hả? Mai đi chơi tối qua đi về cả đấy. Đi về khuya gì? Tối qua đi sinh nhật. Sinh nhật em à? Lát bạn nào mà phải tốt ăn đồ thì kêu cho anh bớt. Tai đâu máy tai anh tai cuối này bây giờ ít lắm có bây giờ nhiều quen chia tay rồi. Đang hay là đang quen? Mà em cao đi, em đố lên, em mập lên hoàn toàn cơ, em đố chứ không phải cơ mập. Nhưng mà người tám lên thì anh mà kêu thì cứ ăn tấm thôi là mập lên là kêu mập liên à. Như một đó, bây giờ thôi, đừng có ăn kia rồi mà. Không biết đâu được cái mạng không biết là cho bụng
nó cắt kiểu như lấu chết rồi mốt đấy. Cái này của bồn này à, mốt nó mới sai, nó mới sai à? Ok á, được đẹp hơn. Bây giờ là xảy ra đến rồi cái quán cắt lấu đang là để là bom ha. Bữa trước em vừa phải vừa tháng trước tiên lắm. Đó, còn bao nhiêu? Đây là có cái là cà nốt tiếng tiếng đó thôi. Đang được bạn đi nước này, bạn ơi còn tùy đâu. Còn bao đang đang được mua hàng tổng điện rồi đó. Hả? Đang mua cái điện hàng tổng điện rồi. Á điện á, không lấy cái gọi mình giao à? Gì vậy? Lấy được vé không đó? Làm cái đạn ra, bay vô thật. Làm cái đạn ra. Có anh là thật mà cỡ đó mà rửa cho đăng ấy. Ra, làm ra. Dạ. Thì sao rồi? Chuột đó à? Làm cái chuột nó tự nhiên. Đó. Làm cái mà tự nhiên lắm rồi. Có mà nó nhiều rồi. Đấy là mình chết lắm. Ra bên kia. Thì như mấy cái spot của nó nói mới xe lên mà nó vừa ở thị đâu. Em là tên gì? Thấy, chú đi thì là lạ man. Chú à? Chú đã có nghe được chưa? Đi là ở thị đấy, chú sạc à? Ngân ngân đi để làm một cả la cách ly. Cú đi để lại làm ngân ngân đi để lại cả la cách ly không? À, cái con này đứng đường đi ra người ta vừa tu rồi ạ. Đi tu rồi bạn. Con là em này thiệt chứ em bạn nha mà đi ở chỗ khác ở đó nghiêng về thôi. Tự nhiên được nổi tiếng đi. Tự nhiên được nổi tiếng. Tiếng hôi mà đâu? Con em nói thiệt chứ. Tiếng hôi là nó nhắc đấy, nhắc cả đời lên. Chứ giờ nói thiệt, em nói thiệt chọn con mình đi. Mình như rửa, mình đi ngang qua nhà hàng. Người mềm mại nó ồn hồi xưa vì nhà con đi, mình kích ly. Trong cuộc đã vô chết luôn. À việc được đúng không? Những mềm mại. Gặp dân Việt Nam mình biết rồi, đi ra đi phố nó. Rồi à, cũng thành quá khứ thôi. Quá khứ là quá khứ nhưng mà gặp mấy ba hàng xóm thì hắn quá khứ của mình nhắc mãi rồi. Tôi thành đề tài văn tảng đấy. Rất đề tài. Khi mua thấy cái cây của cụ ấy nhắc lại. Hi my friend, like, share, subscribe, đăng ký kênh, bye.